Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án Genus. Để tham gia kèo Adalot này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu cho mình nhé. Sau khi vào đây mọi người bấm Start cho mình. Ok, sau đấy mọi người sẽ nhập mã captcha ở đây, số âm thì mọi người sẽ nhập số bất kỳ để cho nó chuyển sang số dương nhé. Rồi đây, bây giờ thì nó chuyển sang số dương đúng không ạ? Thì mọi người sẽ nhập vào. Ok, sau đây bấm Summit Zildesta. Ở đây mọi người sẽ join vào hai kênh Telegram, một kênh Channel và kênh Group Telegram cho mình. Bấm join. Ok. Rồi. Xem nào. Rồi ok, sau quay trở lại này, rồi vào kênh Channel. Bấm rồi. Ok. Quay trở lại. Tiếp tục bấm Summit Zildesta. Rồi ở đây nhập email, địa chỉ email của mọi người vào. Ok. Tiếp theo kéo lên trên, mọi người sẽ join vào kênh Twitter cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ follow vào kênh Twitter này, like và retweet các Twitter cho mình. Bấm theo dõi cho mình. Rồi sau đó kéo xuống dưới, mọi người retweet lại bài đăng cho mình nhé. Ở đây bấm thích này. Sau đấy mọi người bấm retweet lại bài đăng. Ok, quay trở lại. Mọi người sẽ nhập username tài khoản Twitter của mọi người vào. Ok. Tiếp theo mọi người follow Twitter. Sau đấy submit user. Mở Twitter lên, mọi người follow Twitter, trước hết là mở follow Twitter này, sau đấy copy profiling kênh Twitter mở Facebook lên, mọi người follow kênh Facebook, sau đấy copy profiling kênh Facebook của mọi người gửi vào đây nhé. Ở đây bấm thích cho mình. Ok, sau đây bấm quay trở lại này. Ở đây bấm vào phần ba gạch này. Sau đây bấm vào phần avatar. Tiếp theo kéo xuống dưới này. Mọi bấm vào đây, bấm vào đây, sau đây bấm vào sao chép liên kết cá nhân, bấm vào ok. Rồi quay trở lại, mọi người sẽ gửi tài khoản profiling kênh Facebook của mọi người vào đây. Ok. Tiếp tục mọi người join vào kênh Adalot này. Kênh YouTube. Ở đây mọi người sẽ bấm vào video này. Sau đây bấm vào cái video này, mọi người sẽ retweet là cái video này trên Twitter như mình nhé. Ok, bấm thích này. Sau đây bấm vào chữ chia sẻ. Tiếp đến mọi người bấm chữ tweet này cho mình. Rồi ok, mọi người sẽ bấm chữ đăng tweet này. Rồi, sau đó quay trở lại. Bấm yes. Ở đây copy profiling kênh YouTube của mọi người. Bấm trở lại này, sau đây bấm vào phần avatar. Bấm phần avatar, sau đây bấm vào kênh của bạn. Bấm vào ba gạch. Sau đây bấm vào chữ chia sẻ. Bấm vào sao chép đường link liên kết. Ok, quay trở lại, mọi người gửi cái link vào đây cho mình nhé. Rồi, ở đây mọi người quay trở lại Twitter cho mình. Mọi người sẽ vào lại Twitter. Bấm vào phần avatar. Bấm vào phần hồ sơ. Copy cái video mọi người chia sẻ đây, link mọi người chia sẻ video ở trên Twitter. Gửi link vào đây cho mình. Ok. Tiếp đến join vào kênh liên kết này, mọi người sẽ follow và retweet lại kênh liên kết. Ở đây bấm thích này, sau retweet lại kênh liên kết. Ok. Quay trở lại, bấm yes. Rồi. Ở đây join vào kênh Telegram liên kết. Bấm rồi, bấm yes. Ok. Địa chỉ ví mọi người dùng địa chỉ ví ERC20, địa chỉ ETH ở trên
Bitrate Wallet hoặc MetaMask cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ gửi địa chỉ ví ETH ở Bitrate Wallet hoặc ví MetaMask của mọi người nhé, gửi vào đây. Ok, ở đây bấm vào join vào kênh support này, bấm join. Nhiều kênh này mà không join được, ok sẽ quay trở lại. Rồi bấm vào skip and complex. Rồi và cuối cùng mọi người sẽ có link red ngoài chia sẻ bạn bè người thân nhé. Ở dưới này mọi người bấm buy like mà chơi số dư. Dự án này mọi người sẽ nhận được là bao nhiêu ta, 3 đô token Genus này nhá. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.